Xin chào tất cả mọi người nha. Ngày mới chúc mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc nha. Hôm nay tiếp tục thăm bẫy nha mọi người. Đây, cái bao huyền thoại. Rồi, tới cái bẫy thì quay nha mọi người. Rồi, khai trương cái đầu tiên hỏng hên rồi. Ủa kỹ ta, nó ăn lúa mà sao nó không vô ta, nhát rồi. Kế tiếp theo sập rồi chứ nào. Đây, hên quá dính. Một em cống. Có ly đó. Sao phải vậy chứ. Hôm nay ngừng lòng quá không có gài nha mọi người. Không có đâu bị dế quá. Trời ơi, cống khủng rồi. Ôi, mẹ con bé ơi. Thôi, trâu đốt coi nó bự. Này cô cũng muốn thấy à mọi người, là một lỗ rồi ha. Này cũng sẽ thấy rồi. Sửa lại đi. Trời, dính nữa. Ây. Chuột cơm. Cái này ngon quá không dính ta. Trời bịch quá. Sập dính cống nữa. Rồi này vô mánh nè mọi người ơi. Thấy là ngon quá trời ngon rồi đó. Con nãy thăm trễ chút nữa là sảy luôn mọi người. Phá banh cái bẫy luôn mà. Vừa lú được cái đầu ra luôn. Hình trời. Thăm trễ sáng thì cho mọi người xem nó rõ thì cũng nguy cơ, thăm sớm thì nó hơi bị mờ để nó đỡ khóa. Con này cũng bự nè, không bự bằng con nãy là quá khủng rồi. Đập nó rồi, dính con gì đây. Ào, chuột côn. Con bự quá. Bịch vô cùng bịch luôn. Rồi, cái này không có dính. Trời, cái đường đi ngon quá mà không vô đâu. Đường đi lý tưởng quá mà. Sập nó ở đây. Gì đây. Trời ơi, em chuột côn nữa. Nãy giờ thấy dính cũng bộn, không có nhớ mấy con mà thấy cũng bộn rồi đó. Con công cha đời luôn, con cống khủng. Sập nữa nè. Đó. Chuột côn khủng nữa. Đâu cái này đường ngon quá mà không đi. Không dính. Ủa nó có đi mà không dính vô. Trời ơi, nó ăn lúa gì mà không dính vô. Hù khối lửa luôn. Cái trời ơi, sập hầm luôn. Ui cha mẹ ơi. Dính nữa nè. Dính nữa nè. Chuột côn nữa nha mọi người.
mê quá. Sập nữa nè. Ui trời ơi, một em trụ côm đâu á. Mía lâu lâu gài lại ngon quá nha mọi người. Sập nữa nè. Ui, ôi kìa ấy. Ờ, nó môi mấy ngoài. Nè, môi bên hông. Đồ, khùng quá. Hãy rồi đấy. Sập nữa đây, dính không? Ui, ơi, trụ côm nữa. Ôi nãy giờ dính cũng bộn nha mọi người. Rồi. Con sóc. Con sóc cái nữa nha mọi người. Sập rồi đây. Dính không? Đây. Đây nó. Này dính bộn nha mọi người. Còn 5 cái nữa. Này bộ may mắn rồi đó. Trời ơi, sập mà không dính. Môi ngoài. Dịnh, dịnh. Trời đất ơi, con chuột côm nó bự. Vàng tươi luôn. Còn 4 cái nữa. Ôi cái đường ngon quá mà nó không đi. Đường ngon thấy sợ luôn. Rồi còn 3 cái nữa là xong. Đây dính nè. Dính đây. Còn 2 cái nữa nha mọi người. Rồi đây cái cuối cùng nó ngồi chốc ngóc luôn. Thật ra coi con chuột côm chà bá luôn ông nội ơi. Ui. Rồi đủ 6 cái. Ra ngoài trống thì cho mọi người xem kết quả nha. Rồi kết quả bữa nay nha mọi người. Đây 1 em, 2 em, 3 em, 4 em, 5 em, 6 em, 7 em, 8 em, 9 em, 10 em, 11 em, 12 em, 13 em, 14 em. Đã ghê mọi người. Đây con này là con khủng, con này phải nằm dạng 1 ký mấy. Quá trời nó bự, nó phá banh luôn cái lỗ dập bá luôn nha mọi người. Kinh khủng con này. Con này quá ấy. Cầm cái cây sắt mà cầm ảnh công vậy luôn rồi mọi người biết. Cái đuôi nó nè, cái đuôi nó quá ẻ cái đuôi. Ôi ôi hên, ông ơi là hên. Đây con cống nữa nè. Đây em nữa. Được 3 con chuột cống. Em chuột cơm. Hai em mập mập không đã quá. Ba em. Bốn em. Năm em. Sáu em.
7 em, 8 em, 9 em, 10 em, 11 em chuột cơm. Đây, con thứ 12 là chuột cống rồi. Con thứ 13 chuột cống rồi. Hai con này bự ghê mà có con này cái nhìn nó nhỏ rồi. Con này hằng khủng rồi. Gần banh nè. Rồi bỏ nó vô để nó thể mọi người gài lại đem về, giờ về tới nhà xa lắm. Tạm biệt mọi người nha. Xin hãy cho một like và đăng ký kênh để ủng hộ nha mọi người. Bữa nay hên quá mọi người ơi.